Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc, kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở chỗ xã Tân Hội, thị xã Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang nha. Thì cái chợ Tân Hội nằm phía bên trái mình đó. Thì hôm nay mình sẽ đi từ chợ Tân Hội này mình đi tới chợ cũ Cây Lậy, à đi tới chỗ cầu Cây Lậy luôn á. Ở phía bên phải mình là quỹ ban nè. Khu vực này thì mình thấy chỉ có vòng vòng ngay chỗ chợ này thì nhà cửa đông thôi, chứ còn xung quanh thấy cũng khá là vắng nữa. Ngồi qua cầu mình thấy phía bên phải cũng có cái chợ nhỏ nè. Cái này giống như là cái khu vực của chợ Tân Hội nó tách ra hay sao á. Tại hồi nãy mình chạy trong chợ, mình chạy ra thấy cái chợ trong đó bán cũng ít chứ không nhiều. Mà cái khúc ngoài đây nè, ta bán quá trời luôn. Nếu mà đúng ra thì thấy cái chỗ này mới đúng là chợ Tân Hội hơn là cái nhà lồng chợ hồi nãy mình chạy. Có điều cái chỗ này nó hơi bị bụi nha, các bạn thấy nè. Cái này phải cán xi măng lại, che lại nó nhìn nó sẽ đàng hoàng hơn. Chứ ở đây mình thấy toàn là tạm bợ không à. Ở cái đường này nếu mà bạn đi thẳng luôn thì đi hướng về Tân Phú á, đi về chợ ấp Bắc á. Mà chạy qua đây mình sẽ vòng lại nha. Chợ lúc rài thì đi mà các bạn đi dắt sáng sớm á, chừng 6-7 giờ đồ thì nó bán đỡ lắm. Chứ còn mà cái dắt 8-9 giờ thì mấy bạn đi thì nó khá là vắng. Cũng như giờ này mình đi là khoảng 9:10 rồi nè. Chợ thấy toàn là người bán không à, người mua thì lác đác có mấy người thôi. Tại ở dưới quê thì người ta đi chợ ta đi sớm lắm, ít khi nào đi trễ vậy. Đi trễ vậy nhiều khi ra mua thì hết đồ ngon rồi. Thậm chí là nhiều quầy mà bán thịt cá thì giờ này người ta đã dọn, người ta nghỉ rồi. Hoặc là còn nhưng mà những cái món không khoái không à. Rồi mình chạy chạy sơ sơ phía ngoài nha. Cái phía bên phải thì cái đường nó nhỏ quá, mình chạy vô sợ quẹt trúng đồ người ta. Ở đây nếu mấy bạn quẹo trái thì cái hướng đi về quốc lộ 1A đó nha. Còn quẹo phải thì cái hướng đi về chợ Mỹ Thạnh Đông. Còn đây mình sẽ đi thẳng luôn nha. Mình đi dọc cái đường dây thép này mình đi tới thị xã Cây Lậy. Lúc này thì Cây Lậy thì nó tách ra làm thị xã với huyện Cây Lậy rồi nha. Huyện Cây Lậy thì trung tâm mình nó nằm ngay chỗ thị trấn Bình Phú á, ngay chỗ chợ Bình Phú á. Còn khu vực này mình đang chạy là của thị xã. Nhưng mà mình thấy nhiều chỗ người ta cũng để là huyện Cây Lậy à. Giống như là sửa tên lại rồi nhưng mà những cái hàng quán người ta vẫn còn để địa chỉ cũ. Cái đường này mình chạy dọc bờ kênh. Khu vực này thì bây giờ mình thấy người ta trồng dừa với trồng mít rất là nhiều. Có làm ruộng nhưng mà thấy cũng ít chứ không nhiều. Giờ gần như là đất ruộng người ta lên đất vườn hết trơn rồi. Đặc biệt là mấy bạn đi cái hướng cao tốc á, là đi cái hướng bên phải mình nè. Là bạn thấy dừa với mít rất là nhiều luôn. Ở đây có nhãn, có bưởi nhưng mà thấy cũng ít chứ không bằng dừa với mít. Ở đây có trồng bưởi nữa. Không phải này, không phải bưởi, cái này là mít. Nó có sồi nữa nha, nhưng mà sồi thấy cũng lác đác à. Còn sầu riêng thì mình thấy nằm ở cái hướng mà phía bên huyện Cây Lậy á. Thì cái hướng mà nằm từ Bình Phú mà nó kéo dài ra ngoài sông Mê Công á, thì khúc đó ngoài đó thì thấy sầu riêng khá là nhiều á. Chứ còn ở đây thì lâu lâu mới có gặp. Ở đây có bưởi nè, nhưng mà cũng không nhiều lắm. Bưởi giờ giống như là mới trồng à. Bưởi mà bưởi lão thì bây giờ nó bị si hết trơn rồi. Tại vì bưởi mình thấy trồng chừng 5-7 năm là mấy bạn phải đốn, mấy bạn trồng lại. Ăn không có bền mà với bạn nó cũng rẻ nữa. Còn mít thì lúc gài quá trời luôn, đi đâu cũng gặp mít á. Mít lúc gài cũng rẻ lắm. Lúc trước thì 20-mấy ngàn, nay thì nó tụt rồi. Gần như là cây ăn trái mình thấy cái nào người ta trồng nhiều là nó đều xuống giá hết trơn rồi. Thậm chí là xuống thê thảm luôn. Rồi này người ta thu mua dừa nè. Lâu lâu thì bạn thấy có mấy cái chỗ bán tạp hóa hoặc là bán bia nước ngọt thôi. Nhưng mà cái khúc đường này thì mình chạy nó ngon hơn. Cái khúc hồi nãy sau lưng mình á, là đi từ chợ ấp Bắc mà đi tới chợ Tân Hội. Cái khúc đó đường khá là xấu, cái nhà cũng vắng nữa. Lâu lâu có mấy cái bụi tre sát bờ kênh à, nhìn rất là mát luôn. Cái này mà để vài cái bàn bán cà phê là mát rồi luôn.
như những cái nhà vườn mà dọc lộ vậy nè, nhiều khi ở nhà người ta có cây trái đâu đó, cái người ta để cái bàn phía trước, cái người ta bán. Ví dụ như bán dừa, bán cam, bán xoài, bán chuối đâu. Cũng như nãy chạy ngang thấy có chỗ bán cam sành đó, 12.000 ký. Nay thấy nó lên lên lại rồi, chứ bữa họ ở dưới mình bán có 5.000 hoặc là 7.000 à. Cây ăn trái giờ mình thấy cái gì mà có giá là người ta trồng dữ lắm. Cũng như bữa đó coi thời sự vậy, sầu riêng rồi bữa nay bắt đầu người ta trồng nhiều rồi. Còn dừa với mít thì thôi khỏi nói. Khu vực này là bây giờ là quá trời luôn. Không riêng gì khu vực này, ở bên Bến Tre thì mình đi mình cũng gặp trường hợp này nữa. Gần như là đất ruộng, đất vườn là người ta trồng dừa. Thậm chí là nhiều chỗ người ta đốn vườn bữa người ta trồng dừa, trồng mít cũng có nữa. Gần như là mấy cái cây thì cái nào mà ăn được mà giá ngon thì người ta sẽ trồng thôi. Cái này mình đi tới cầu Nam Trinh rồi nha. Mấy cái cầu này nó hơi cổ một tí. Cái này mình qua bên khu vực xã Nhị Mỹ rồi. Cái này là cũng của thị xã Cái Lầy nha. Bây giờ thì mấy cái đơn vị hành chánh nó phân chia lại tùm lum hết trơn à. Chứ nhiều khi mấy bạn coi bản đồ nó cũng không chính xác nữa. Nó chạy cái đường này thì rất là mát luôn. Hai bên thì toàn là cây trái, rồi sát bên này có bờ kênh. Ở bên phải mình có chỗ này nuôi cá giống nè. Cái này giống như là cá giống rồi chứ không phải cá bự. Tại vì mình thấy con cá có chút xíu mà đen thui à, không biết cá gì nữa nè. Chứ nếu mà nuôi cá bự thì chắc phải có sụt oxy, còn này đâu có thấy gì đâu. Ở đây thì mình coi bản đồ vòng vòng đây, nó cũng có mấy trại cá giống cũng bự lắm. Cá này đang đổ cá xuống ao nè. Hai chiếc xe chở cá giống người ta làm cái bộ sườn rất là bự luôn nha. Chạy đây nếu mà tính ra nhiều khi mình thấy chạy đây giống hơn là bên Bến Tre nhiều hơn. Bên Bến Tre nhiều khi chạy cũng không có gặp được những cái gừng dừa nhiều vậy đâu. Nhưng mà ở đây thì toàn là dừa tơ với dừa mới trồng không à. Mà thấy toàn hấp hấp không à. Ít gặp dừa lão lắm. Phía bên phải mình có cái trại cá giống rất là bự luôn nha. Ở dưới quê thì thường hay bán là cá ta, cá tai tượng. Và mấy cái đó là người ta hay nuôi nhiều á. Hoặc là cá trê đâu. Cái dạng giống như nhà có mương vậy đó. Hoặc là đìa đồ thì người ta thả đó. Vài năm thì người ta thu hoạch một lần. Rảnh đổi ví dụ như ở nhà có rau hay là cắt cỏ rồi dục xuống cho nó ăn. Thường thì đi ruộng qua cái rau muống hoặc là bạc hà đồ là nó ăn láng hết à. Xiên thì sắt ha ga, còn không thì cứ dục hẳn xuống. Còn ấy chút xíu nữa người ta mua thức ăn người ta đổ xuống. Như có một số thì mình thấy vẫn còn xài cầu là cho ăn cái dạng cá cầu á. Mặc dầu là bây giờ thì làm toilet nhà vệ sinh đủ hết rồi, nhưng mà một số thì mình thấy vẫn còn cầu cá. Các bạn thấy dừa thì cây rất là thấp nha, nhưng mà trái bự bự không à. Cái trái rất là sai. Bên phải mình có trồng ba cái tùng. Khu vực cây lậy thì người ta trồng tùng lá hán nhiều lắm. Rồi như khu vực thì mình thấy người ta chơi bông trang với chơi tùng, đặc biệt là tùng lá hán á. Lâu lâu gặp những cái vườn tùng rất là lớn. Ở bên Bến Tre thì cũng có nhưng mà không bằng khu vực này. Thậm chí là mình gặp nhiều nhà vườn người ta trồng tùng, người ta xen vô với chung với ba cái sầu riêng đâu á, là cây ăn trái đâu. Tùng thì nó rất là lâu lớn nha, mấy bạn trồng cái cây mười mấy hai chục năm mà nó cũng chả có bự bao nhiêu đâu. Ở đây thì bán bia nước ngọt. Mình hay bán cái đó, ở dưới quê thì bán cái đó chạy đó, nhưng mà đều đừng có bán thiếu nha. Tại vì dưới quê thì người ta nhậu nhiều lắm. Nhưng mà bán thiếu là nhiều khi mấy bạn thu tiền không được, các bạn bị mất mối nữa. Rồi cái này mình chạy cái trục lộ lớn đây nè. Cái này nếu mà bạn quẹo trái thì cái hướng đi ra ngoài à, quốc lộ 1A đó.
còn quẹo phải thì mình thấy cái đường nó hơi cong cong tí là chạy ra ngang chỗ chợ Kinh 12 đó. Là cái khu vực đó dài dài lên là thấy lúa đâu nhiều lắm. Còn khúc ở dưới đây thì toàn là cây ăn trái thôi. Mà phía bên phải mình có nguyên cái vườn bưởi không nè. Phía ngoài người ta trồng dừa nhưng mà phía trong thấy bưởi không à. Chỗ này thì cỏ cây tùm. Phía bên phải mình có cái ao nuôi cá nè. Nhưng mà ở này người ta đang vệ sinh rồi vậy. Thấy bơm nước hết lên rồi. Cái ao này thì nhiều ao mình thấy người ta bơm lên rồi xong rồi người ta phải phủ vôi lên. Giống như để khử trùng vậy. Với những cái ao cá lúc này mình thấy người ta hay lấy mũ, lấy bạc á, người ta bao xung quanh cái hành ao. Chỗ này thì bán vật liệu xây dựng nè. Lúc rài thì mấy cái chỗ bán vật liệu xây dựng thì cũng hơi bị điêu đứng nè. Còn phía bên phải mình đó là trung tâm y tế nha. Nè, rất là bự luôn. Lúc này đi đâu cũng gặp cái bảng điện tử chữ đỏ chạy hết á. Gần như là mấy cơ quan nhà nước là đều có đủ hết. Chỗ này thì chế biến mít nè. Mình thấy mấy cô đang ngồi lột mít. Chỗ này thì sấy. Dọc dọc đây mình thấy có mấy chỗ chế biến nông sản kiểu như vậy. Không, mấy bạn có mua mít sấy rồi lại vui được này. Này là tới cầu kênh hội đồng rồi nha. Mít sấy hình như là bữa hở mình nhớ là bán hình như 60.000 vậy ký. Mà lúc này mình thấy mít nó trồng nhiều chắc nó sẽ tụt rồi. Cái gì mà trồng nhiều là nó sẽ giảm giá hết trơn rồi. Như lâu lâu mình thấy gặp nhiều vườn mít là giống như bỏ quen vậy. Có khi nó rụng lá cũng có khi thì trái nó chết khô lên cây cũng có nữa. Rồi nước ngập rồi cỏ nó mọc tùm lum hết trơn. Giờ gần như là cây ăn trái giờ cũng chả biết trồng cây gì nữa. Mà không trồng thì để cỏ nó mọc thì thấy ổn. Mà trồng rồi đó thì ai ăn không à, chứ không tới lượt mình. Thường thì lái với nhà dựa là ăn no nhất. Còn nông dân thì nhiều khi hên xui. Có khi ví dụ như trúng vô ngay lúc mà giá nó cao đó thì nông dân no. Nhưng mà thường thì hiếm. Lâu lâu mới gặp được một lần vậy. Mà chỗ này cũng chế biến nông sản đó nè. Ở phía trước đổ, đống củi luôn. Này không lẽ đốt củi ta. Mình thì mình không có rành gì bên này lắm. Với chạy khúc này lâu lâu mình gặp mấy anh mà chở mít á. Chạy chiếc xe Honda mà chở mà hay kinh khủng luôn. Với mấy bạn lên khu vực Tân Phước là cũng hay gặp lắm. Bạn thấy mà chiếc xe mà có cái cây mắc ngang phía sau rồi để hai cái vỏ bự đó. Là thường là chở mít rồi. Nếu mấy bạn chạy những cái trục lộ vậy nè mà bạn thấy người ta chở mít mà hai ba người mà túm túm là một chỗ nữa phải các bạn chạy chậm lại nha, nhiều khi phía trước là có giao thông. Mình đi mấy cái đường lộ nhỏ là hay gặp cái trường hợp lắm. Bên phải có cái nhà rất là bự luôn nè. Lâu lâu thì gặp những cái biệt thự rồi ở dưới vườn cũng bự lắm. Nhưng mà khúc này mình thấy ít. Cái khúc mà ra ngoài quốc lộ 1A kìa, cái đó mà bạn thấy mới nhiều. Ở đây mình tới cầu Ba Lầu rồi nha. Phía bên phải mình có nguyên một cái vườn mít luôn đây nè. Mà thấy toàn là cỏ gì quá trời luôn. Dưới nước thì nó cũng hơi nhiều nữa. Nó cái phía bên phải mình thì xanh. Còn cái hướng đối diện mà phía bên phải này thì nó rụng lá quá trời luôn.
Có cây, nếu mà tính ra cây mít thì nó còn có nửa phía dưới là còn lá, còn ở trên là toàn là ba cái chà chết khô rồi. Ở trái thì ở đây là mình thấy ăn được mấy mùa trái rồi nè, tại thấy có mấy cái cuống nè. Nhưng mà cây thì giống như là bị chuẩn bị phế bỏ hết rồi. Chà khô rồi mà. Có mấy cây thì nó có trái nhưng mà cũng lác đác chứ không có nhiều nữa. Nó cái vườn mít thì mình thấy trồng chỉ chừng 3-4 năm mà chứ cũng không có lâu. Mà thấy giờ là thấy xong rồi đấy. Lúc rày nhà vườn mà mấy khu vực này nè, ví dụ những bạn gần bờ kênh đó, thì nhiều khi mưa lớn đồ và nước ngập rồi nước nó ra vô nó còn đỡ. Chứ còn mà những khu vực mà xa bờ kênh như nè, nhiều khi nước nó vô rồi nó ra lâu lắm. Tại giờ người ta cất nhà rồi người ta lấn những cái con kênh này nè, hoặc là nó bị cản rồi đó, nâng lộ lên cao rồi nên nhiều khi nước nó hót khó lắm. Nước thì nó tràn vô thì lẹ lắm nhưng mà khi mà nó hót ra thì nó lâu kinh khủng luôn. Ví dụ như có thăm vườn có máy bơm thì bơm ra thì được, nhưng mà nhiều khi vườn tứ phía ai cũng như ai hết thì bơm đi đâu vậy. Ở đây mình vô khu vực của thị xã Cai Lậy rồi nha. Cái này là mình vô khu vực thị xã, còn hồi nãy giờ vòng vòng đó là mình chạy những cái xã xung quanh. Nó lúc rày ở đây thấy có cũng có trồng xoài nữa. Nhưng mà thấy cũng lác đác à, gần như là dừa với mít là nhiều nhất. Vô khu vực này thì bắt đầu nhà cửa nó sẽ đông dần rồi. Hiện và anh có cái nhà khá là đẹp nè. Lúc này những cái biệt thự ở vườn là nhiều lắm. Vô những khu vực mà gần trung tâm là nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Nói là thị xã chứ mình thấy ở đây nó cũng được có mấy trục lộ chính là nhà cửa đông thôi. Cái còn phía sau thấy nó cũng vắng que à. Cũng như là khu vực mà gần chợ, gần ủy ban đồ thì nó đỡ đỡ được chút. Cái còn phía sau thấy đất trống nhiều lắm, toàn là đất quy hoạch gì không à. Ở đây các bạn quẹo trái thì ra quốc lộ 1A nha, ra chỗ hướng trạm điện á. Còn chạy cái hướng bên phải mình thấy nó cũng trống lộng à. Này mình sẽ đi thẳng luôn nha. Nên là mình đi tới đường Bến Cát rồi. Ở đây thì gần trường học. Mình nhớ chạy phía phải chút xíu thì có mấy cái trường học á. Phía trái cũng có nữa. Là vô cái khúc mà cái con kênh mà gần ở trong đây nè là bắt đầu nó dơ dần rồi. Hồi nãy khúc ngoài kia thì nó xanh thì nó cũng đỡ đỡ, còn vô đây bắt đầu nó chuyển màu tối tối rồi. Giờ thì gần như là nước thải sinh hoạt là người ta đổ những cái con kênh gì hết trơn à. Một thời gian là nó sẽ thành mấy cái cống lộ thiên hết, chưa kể là nước thải sinh hoạt rác rồi cũng vậy nữa. Chỗ này thì nó cũng hơi vắng vắng một tí, cái còn vô khúc trong là nhiều lúc là nó bạn thấy nó đen thui à. Nước lớn thì nó đỡ nha, chứ còn nước cạn thì kinh khủng đó. Là bên trái thì có mấy cái quán ăn nè, quán cà phê với quán nhậu đâu. Nó vô khúc này thì nhà cửa đông dần rồi. Cái đường này mình chạy là nó song song với cái đường ở quốc lộ 1A ngay khúc này nè, nhà được có dãy phía bên phải, bên trái hay đất vườn cũng còn nhiều lắm. Như lúc này thì ra đường quán xá đâu nó cũng đều hiu lắm. Các bạn sẽ gặp cái trường hợp mà quán có bảng có hiệu đồ đầy đủ hết nhưng mà không có mở cửa, hoặc là nhiều quán mở cửa nhưng mà không có khách. Không riêng gì là khu vực này, những khu vực vòng vòng mình đi thì mình thấy cũng y chang vậy. Vô chợ cũng vậy đó, vô chợ mấy bữa thứ bảy chủ nhật thì bán đỡ được chút, chứ còn ngày thường thì nhiều khi chạy thấy không trống lỏng à, thấy toàn là người bán thôi, người mua thì gần như là không có gặp.
chỉ có lợi những khu vực mà bệnh viện đồ thì các bạn thấy nó nhộn nhịp. Lúc về thì gần như là hỏi thăm ai cũng vậy, ai cũng than á, kiếm tiền khó khăn với cầu mong đừng có bệnh à. Chứ nhiều khi kiếm tiền nhiều mà bệnh một phát là gần như là không đủ luôn. Ừ, bên trái mình có bách hóa xanh, bách hóa xanh lúc gài là xanh lét luôn rồi. Ở đây thì dọc lộ bán ăn sáng và giờ này người ta cũng dọn rồi. Cái này mình sẽ chạy thẳng cái hướng ra ngoài bờ sông luôn nha, mình lại khu vực chợ cũ á, chứ mình không có chạy lại ngay chỗ á, chợ cây lậy mới. Như lúc rày là đi là gặp dây số nhiều lắm. Ở những cái vùng nông thôn thì mấy bạn có thể chạy vài trăm mét thì mấy bạn có thể gặp dây số. Chứ còn vô những khu vực mà thị xã vậy nè, nhiều khi ngồi uống cà phê chút xíu là hai ba người mời là bình thường. Nhưng mà đúng ra thì mình chạy tới ngang chỗ khu vực chợ Cẩm Sơn ở nha, mình tới chợ Bình Phú mình quẹo ra ngoài chợ Cẩm Sơn. Nhưng mà tại do clip dài quá nên khúc này thì mình chỉ có đi tới chợ cũ Cái Lậy thôi. Như lúc này thì Bình Phú thì nó đã lên thành thị trấn rồi nha, nó thành trung tâm của huyện Cái Lậy rồi. Còn khu vực này của mình nó là thị xã Cái Lậy thì nó khác nữa, có vẻ Cái Lậy thì nó tách ra làm đôi rồi. Các bạn thấy ông quan xa thì thấy đâu có buôn bán gì đâu. Các bạn đi ngoài đường quốc lộ thì nó đỡ đỡ đường chút xíu. Nhưng mà hồi nãy mình đi mình thấy mấy cái trạm dừng chân hoặc là những cái quán cà phê giỏng rồi thì cũng khá là vắng khách. Thậm chí là nhiều quán thấy đóng cửa nó phủ bụi luôn. Khúc này đỡ đỡ được, này bán ăn sáng nè. Mà giờ này mình đi hơi trễ rồi, ăn sáng mà giờ này bán là hơi bị ế rồi. Tại vì ở dưới mình thì nhiều khi ăn sáng mà bán đắt là chừng 7 giờ, 7 giờ rưỡi là bán hết rồi. Còn ăn sáng mà cái dạng kéo tới 9, 10 giờ là bán là khá là chậm. Rồi để bạn quẹo phải thì cái hướng đi vô chợ Cái Lậy nha. Còn quẹo trái thì đi ra quốc lộ lớn, ra ngoài quốc lộ 1A đó. Còn bên phải mình thì cái này khu vực hành chánh. Nó đi lại ngay chỗ chợ Cây Lậy mà buôn bán mà không nhộn nhịp nữa thì gần như là không có chỗ nào nhộn nhịp nữa rồi. Là bên trái mình là trường Phan Văn Kiêu nè. Chứ hồi trước dịch đó thì mình đi cũng hơi trễ nhưng mà đi ngang chợ thì rất là đông. Chứ còn lúc rày thì từ lúc dịch tới giờ là chợ nào cũng te tua hết. Gần như là hồi Tết tới giờ là bắt đầu chợ nào cũng vắng dần. Để mình quẹo ngược lại nha. Này chạy hẳn xíu nữa ra tới bờ sông rồi. Cái dãy bên trái thấy bán đông đông rồi. Ở đây mình vô khu vực chợ cũ rồi. Các bạn thấy hai bên này toàn là người bán thôi. Như lúc này mình thấy làm như người ta thất nghiệp vậy đó, cái người ta về người ta mở quán, người ta buôn bán nhiều lắm, đặc biệt là mở quán ăn rồi ăn sáng hoặc là quán nhậu quán cà phê rồi là thấy mọc lên cũng khá là nhiều. Chứ mình nhớ cái chợ này mấy năm trước mà mình đi á, là gần như là chạy rất là khó luôn, người ta bán người ta lấn ra lộ rất là nhiều, nay thì cũng khá là ít rồi, giảm dần rồi, không có đông đúc như lúc trước nữa. Nó phía bên phải mình nó là công viên Cây Lậy, còn hướng trước mặt đó là ra quốc lộ 1A rồi nè, là trước mặt mình là cầu Cây Lậy đó. Rồi clip mình kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.